mình hành nó như đâu thì à, lấy bàn này nỉ mèo ăn đòn khao mà phù ba phù bông phải nữ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào cho mẹ đây hôm bà hôm bạc nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai nó con gà. Bảo con gà trống nó phải đi tìm chứ. Nó đi phối giống không này. Thế cô nhỉ, cứ để cho nó đi phối giống đi, để cho các con mình phải để nó để chăn nuôi từ nay trở đi để nuôi gà thì gà này kiếm nó nhiều tiền quá đâu rồi. Còn con gà trống nó đi phối giống nó chẳng mãi không có nhiều phối giống hết đâu. Để con gà đây đi cho nhà có ăn còn nuôi thì nuôi gà nuôi nhiều lắm ạ. Để nuôi gà thì được đầy chuồng mà nuôi lợn thì lợn nhiều. Gà trống đi tơ, gà mái cũng tơ đi. Của cụ thê họ họ lâm họ hàng này vui vui vẻ vẻ rồi nhé.
con hôm nay nhà thầy con sớ khách cao đến nơi để trốn hết cho rồi nhá. Để về đi thôi nhá. Thank you.
là mưa, chả biết thấm buổi trưa là thế nào. Chả biết cái gì. Trên ra cái bà hay nhung lại này. Ông má, ở trên má đấy. Lý Vanh chị rất lộc.